Chúng tôi liên lạc với nhau qua email. Anh kiệm lời, ngôn ngữ ngắn gọn và luôn chứng minh bằng những tấm hình gốc. Tôi hiểu rằng không chỉ nỗi đau từ quá khứ đè nặng tâm hồn anh, mãi mãi là vết thương không lành miệng. Hiện tại anh cũng có những nỗi khổ tâm về sự nhầm lẫn vô cảm nào đó. Tôi xin phép được chia sẻ hồi ký của anh cùng bè bạn. Và để giữ nguyên cảm xúc, tôi không đọc nó trước. Bạn đừng hỏi vì sao tôi không minh họa cho hồi ký này bằng những tấm hình có tràn trên mạng, có trong viện bảo tàng. Quá khứ là lịch sử không thể biến mất, chỉ xin hãy ngủ yên. Hồi ký Trần Văn Đức, Mỹ Lai và những đứa trẻ mồ côi. Đầu năm 1959, gia đình tôi chuyển từ vùng Sơn Hội xuống Sơn Mỹ để làm ăn sinh sống. Vì sau khi ba tôi ở tù ngoài Côn Đảo về, cuộc sống của gia đình ở Sơn Hội gặp nhiều trắc trở khó khăn. Chính quyền luôn dòm ngó và nhiều lần bắt xuống hội đồng xã để tra khảo. Dù trong thời chiến, nhưng gia đình tôi ở Sơn Mỹ gặp nhiều thuận lợi trong vấn đề làm ăn buôn bán. Ba tôi may vá và làm nghề thuốc Tây, còn mẹ tôi tạo rất nhanh được quầy hàng tạp hóa tại chợ Sơn Mỹ. Sạp hàng có tất cả vải, thuốc Tây và quần áo. Tên tuổi ông bà Chín Tẩu dường như khá quen thân với người dân Sơn Mỹ thời bấy giờ. Cuối năm 1959, mẹ tôi sinh đứa con thứ hai, chị Trần Thị Mỹ của tôi, được sự hỗ trợ của hai dì từ Sơn Hội xuống giúp đỡ trong thời gian mẹ tôi ở cữ, nên vấn đề buôn bán của gia đình có phần thuận lợi hơn. Đầu năm 1960, gia đình tôi đã tạo được một căn nhà rất khang trang ở gần chợ Sơn Mỹ bên cạnh nhà ông Bốn Tương. Trước sân sẵn có hàng dừa cao tít, chĩu quả. Bóng dừa tỏa mát cả sân nhà. Bên kia đường là ao đầm người ta nuôi tôm cá. Xa hơn là những rặng dừa nước mênh mông xanh thẳm. Thật vui tai, bao tiếng lá xì xào qua cơn gió nhẹ. Trước nhà hơn 300 mét là biển Mỹ Khê với bờ cát trắng chạy dài tít tắp và mặt nước trong veo, một màu xanh biếc bao la bất tận. Năm 1962, tôi ra đời. Trần Văn Đức tên tôi. Lúc bé các dì gọi tôi là Trọng Hiền. Là đứa con trai đầu tiên cho nên cả nhà tôi vui lắm, nhất là ba má tôi. Hai năm sau, 1964, đứa em thứ tư ra đời, em Trần Thị Huệ của tôi. Thời gian này chiến tranh ác liệt lắm. Dân Sơn Mỹ chết rất nhiều dưới bao làn đạn của quân thù, những lần oanh tạc của máy bay Mỹ, những đợt đột kích từ những hạm đội ngoài biển tấn công vào. Gia đình tôi và dân nơi đây có hôm cả ngày phải núp dưới hầm. Nhiều gia đình bị bom dội trúng, sập hầm chết cả nhà. Do vậy dân Sơn Mỹ thời gian này tản cư đi nơi khác nhiều để tránh đạn. Kẻ đi Lý Sơn, người xuống Bình Đức, nhiều người phải lìa quê xa xứ, bao gia đình phải ly tan. Những đứa trẻ mất cha mẹ, bao cụ già không còn nơi nương tựa, nhà cửa, ruộng vườn tan hoang. Cùng một số gia đình, ba mẹ tôi dẫn các con tản cư xuống Bình Đức, ở tạm nhà người quen gần chợ Bình Đức, nhà ông Đồng, bà Huệ. Gần 2 năm gia đình tôi sinh sống nơi này, ba mẹ tôi vẫn làm nghề cũ, may vá và buôn bán. Thỉnh thoảng cũng có những trận càn quét, những trận pháo kích, nhưng không liên tục như ở Sơn Mỹ. Dân Bình Đức phần lớn là ngư dân và làm muối, còn lại số ít làm nông và buôn bán. Bình Đức là một vùng quê duyên hải khá đẹp. Nơi đây không xô bồ tấp nập nhưng cũng không kém phần rộn ràng với nhịp sống vươn lên, bao ngư dân vạm vỡ, lúc nào trên mặt họ cũng nở nụ cười thân thiện với những chiếc thuyền tô màu xanh đỏ. Họ đua nhau ra khơi đánh cá trong những buổi sớm tinh mơ. Đám trẻ chúng tôi đợi trời bớt nắng gần xế chiều, tập trung đông lắm ở khu đầu bờ đập để câu cá, câu cua hoặc đá banh nhựa trên đường. Đôi khi còn kéo nhau lên đồi sau chợ, dùng mo cau tụt xuống.
Bình Đức không yên bình lâu như gia đình tôi tưởng. Rồi bom đạn Mỹ cũng dội xuống nơi này liên tục. Máu dân lành lại nhuộm đỏ mảnh đất thân thương của họ. Chợ Bình Đức, máy xay gạo bên chợ và bao căn nhà tranh làm mồi cho bom xăng cùng rocket. Năm 1967, mẹ tôi sinh đứa em thứ năm, em Trần Thị Hà. Và cũng thời gian này, gia đình tôi lại một lần nữa tản cư lên xóm Thuận Yên, Tư Cung. Gia đình tôi dựng một căn nhà tranh nhỏ ở tạm trong khu vườn nhà bà Bộ, xóm Thuận Yên. Và cũng năm này, ba tôi phải lên Tịnh Hiệp để công tác. Ông là y sĩ của C-12 huyện Sơn Tịnh. Nhờ các dì ở Sơn Hội hay xuống giúp đỡ, nên mẹ tôi cũng phần nào đỡ vất vả trong khoảng thời gian em Hà còn nhỏ. Hơn một năm sống ở xóm Thuận Yên, Tư Cung là quãng đời hạnh phúc nhất của tôi, của gia đình tôi. Dù lúc ấy chiến tranh có phần khốc liệt hơn, bao trận bom, những cuộc càn quét mãnh liệt hơn, dân quê tôi gánh chịu đau thương từng ngày từng giờ, không ít thì nhiều. Tôi chưa thưởng thức được ngày nào không có tiếng súng của quân thù. Nhưng lớn lên tôi hiểu hơn, thấy được nhiều hơn. Ngoại tôi sinh sống ở Sơn Hội, những đứa con của bà đã có gia đình và ra sống riêng. Dì út tôi làm ăn ở xa quê nên ba mẹ tôi phải thường xuyên chăm lo cho cuộc sống của bà. Chị Hồng, chị Mỹ thường được mẹ tôi sai đem tiền gạo về ngoại. Những lần đó tôi đều đòi đi theo. Tôi vui mừng tung tăng chạy theo hai chị tôi. Tất nhiên là không lâu sau đó tôi bắt cõng. Màu xanh của ruộng mì, ruộng lúa, huỳnh tinh, rau lang còn đọng trong tôi vẻ đẹp rất nên thơ của làng quê qua những chiều hiếm hoi yên bình. Không biết từ đâu, tôi rất yêu ngoại tôi. Có thể do mẹ tôi giống bà, không chỉ về hình dáng mà cả tính cách. Đến nay, tôi còn cảm nhận được hơi ấm thuở nào của những lần về thăm được bà ôm vào lòng. Làng Thuận Yên quê tôi đáng yêu sao. Bên đường quốc lộ 24B là hai dãy núi tiếp nhau tùm những dặng liễu và chanh. Bên này là đường xóm Thuận Yên, Tư Cung, xen lẫn với các xóm dân cư là những thửa ruộng màu mỡ, nơi bà con chân lấm tay bùn cố đổi lấy những giọt mồ hôi bằng những bát cơm ngon, những manh áo lành. Tôi có cảm tưởng rằng dân Mỹ Lai quê tôi rất siêng năng, cần cù vì phải luôn đương đầu với bom đạn, những trận càn quét, những làn rocket. Cho nên dân quê phải tranh thủ từng giờ phút, khi sáng sớm hoặc chiều tối là khoảng thời gian im tiếng súng nhất. Họ đồng loạt ra đồng để trồng trọt, đổ nước cho lúa, tưới nước cho huỳnh tinh, rau lang, mì, bón phân và làm sạch cỏ cho hoa màu. Những người buôn bán cũng thức dậy sớm lắm để lo cơm nước cho gia đình, con cái trước khi ra chợ. Buổi sáng ngày 16 tháng 3, 1968, một buổi sáng định mệnh của tôi, của gia đình tôi, của xóm Thuận Yên, của Mỹ Lai. Sớm hơn bao trận càn quét trước đó, 5 giờ 30 phút, các tràng pháo từ các nơi bắn vào làng Thuận Yên, Tư Cung, Mỹ Khê. Các tràng pháo kéo dài hơn mọi khi và sau đó hơn một tiếng đồng hồ, khoảng hơn 7 giờ, trên bầu trời Mỹ Lai xuất hiện rất nhiều máy bay trực thăng và chúng tha hồ bắn dốc két vào các khu dân cư. Lúc này bà con mới biết một ngày chẳng lành đến với họ. Má tôi cùng mấy chị em chúng tôi đã nghe tiếng la làng của mấy người trúng đạn bị thương. Không lâu sau mấy tràng rocket là tiếng máy bay trực thăng rất thấp và hạ cánh xuống cánh đồng lúa làng Thuận Yên. Lúc này tiếng súng trường của những tên lính Mỹ vừa hạ cánh bắn dữ lắm. Những tiếng la xé trời, tiếng khóc van xin của bao người trên đường ra đồng hoặc đi chợ. Thế nhưng những tên lính Mỹ đâu tha, họ vẫn nổ súng, bắn giết những người ấy. Mấy nhà gần rìa làng bị lính Mỹ vào và lôi ra đầu tiên. Họ bắt tập trung trên bờ ruộng gần ngã ba Tháp Canh. Mẹ tôi thấy không ổn nên chuẩn bị thật chu đáo, lấy túi vải thật to màu nâu, bỏ quần áo của mấy chị em tôi vào đó và đưa cho chị Hồng của tôi giữ.
Mẹ tôi còn bó vào đùi của mấy chị em tôi mỗi đứa 10.000 đồng, phòng khi chạy lạc có tiền mà xài. Tôi bị nhột quá nên mở ra đưa lại mẹ tôi số tiền ấy. Bà còn kịp ra hầm phía sau nhà cất giấu rất nhiều thuốc tây và vải. Công việc vừa xong thì toán lính Mỹ ập vào nhà, súng lăm lăm, lôi mẹ tôi cùng chúng tôi ra đường. Dù ôm Hà trên tay, bà cũng không quên cầm theo chiếc nón. Ra tới đường, gia đình tôi nhập vào đoàn người và bị lính Mỹ dẫn ra ngã ba Tháp Canh tập trung. Vừa tới nơi, lợi dụng lúc hỗn loạn, mẹ tôi kéo chúng tôi vào hầm nhà bà Nhiều để trốn. Nhưng lúc đó dưới hầm đông nghẹt người, mẹ và mấy chị em tôi phải đứng gần miệng hầm. Tôi thấy nhà trên của bà Nhiều cũng vậy, người ta dồn vào trốn thật nhiều, dưới phản, sau bàn thờ. Nhưng họ trốn không được lâu. Khi những toán lính Mỹ khác lùa bà con từ các nơi đến ngã ba, chúng bắt ngồi xuống và một toán ập vào nhà bà Nhiều, lôi toàn bộ những người trốn trong nhà ra. Chúng chĩa súng vào hầm và la lớn. Mọi người quá sợ, lần lượt lên. Tôi còn thấy một bà già, già lắm, chắc bà yếu nên từ dưới hầm bước lên chậm, bị một tên Mỹ tức giận dùng báng súng đập vào lưng. Chắc bị gãy xương nên bà không đi được nữa. Bà té xuống hiên nhà và thằng Mỹ ấy nắm tay bà lôi ra chỗ tập trung. Sau sân có bụi tre khá rậm, mẹ tôi định kéo chúng tôi ra hướng ấy để trốn, nhưng bị một thằng Mỹ phát hiện chạy lại lôi mẹ tôi rất mạnh. Chiếc áo ngoài của mẹ tôi bị bung hết nút. Hết cách, mẹ tôi cùng mấy chị em phải theo ra nơi tập trung. Gia đình tôi ngồi sát mé ruộng, chiếc túi đồ màu nâu còn in rõ nơi chúng tôi ngồi, thật đau thương và bi thảm. Tôi nghĩ trên thế gian này không có cảnh bi thảm nào hơn vậy. Tiếng khóc sợ hãi, tiếng van xin, tiếng trẻ thơ khóc thét khiếp đảm. Rồi những tràng súng liên thanh hướng vào đám người vô tội ấy bắn xối xả. Không còn tiếng van xin nữa, mà thay vào đó là những tiếng ré kinh hoàng. Tôi còn nghe thật rõ. Chết tôi rồi, trời ơi! Những người chưa trúng đạn đồng loạt đứng dậy để chạy xuống ruộng lúa. Nhưng tôi thấy khó ai làm được việc đó. Những làn đạn dày đặc của lính Mỹ nã vào họ. Họ bị trúng đạn và lần lượt ngã xuống. Máu và thịt người vương vãi khắp mọi nơi. Nhiều thi thể không còn toàn thây nữa vì sức công phá quá lớn của những tràng liên thanh ở cự ly gần. Lúc hỗn loạn này, mẹ tôi ôm Hà và một tay đẩy tôi xuống bờ ruộng lúa. Mùa lúa đang lên đồng nên cũng khá cao. Bà nằm đè lên tôi và Hà. Chiếc nón là vật ngụy trang thật tốt lúc này. Bà dùng để che thêm cho tôi mà thân bà chưa lấp kín hết. Chị Mỹ tôi cũng ngã xuống gần đó và nằm im giả chết. Lính Mỹ vẫn tiếp tục bắn dữ lắm. Khi thấy không còn ai sống nữa, chúng đến rất gần tìm trẻ con và một số người còn cử động bắn tiếp. Sau đó, chúng lần lượt đi vào làng theo hướng ngã ba trên đường cái và dưới ruộng. Xác người nằm la liệt khắp nơi, máu tươi nhuộm ướt cả một quãng đường và phun ướt đẫm cả vạt lúa nơi ấy. Lính Mỹ rút đi một thời gian ngắn thì Hà bỗng khóc. Mẹ tôi bảo tôi, con ôm Hà về ngoại đi, lính Mỹ trở lại, họ bắn chết. Mẹ tôi bị thương rất nặng ở đầu, bụng và đùi. Bà không còn đứng lên được nữa. Bà nghiêng thân mình để khỏi đè Hà. Tôi nhìn thấy rất rõ. Lúc đó tôi chỉ nghe theo lời và vội ôm Hà lên đường đi mau. Tôi chỉ còn nói được một lời cuối cùng với mẹ tôi. Con ôm Hà về ngoại nhen mẹ. Tôi sợ lính Mỹ trở lại bắn chết, cho nên vội đi, không suy nghĩ gì, để cứu mẹ. Dù không làm được gì cho mẹ tôi lúc đó, nhưng nghĩ lại, tôi thấy rất buồn và ân hận. Tôi thương mẹ tôi thật nhiều. Tôi vất vả, vừa ôm em Hà, vừa phải men nhẹ nhàng để đỡ dẫm lên xác người vương vãi khắp nơi.
Bạn nhìn hàng rào kẽm gai về phía ruộng lúa và bao lỗ trống trong ruộng lúa xanh tươi, bạn biết đó là chỗ nằm của những xác người. El Harbour chụp chưa được toàn cảnh. Phía sau chỗ ông đứng và bên trái còn rất nhiều đàn bà và trẻ em. Vừa rời tháp canh không xa, một chiếc trực thăng xuất hiện từ hướng đồn voi và bỗng dưng bay rất thấp. Tôi sợ quá, ôm Hà nằm xuống để tránh đạn. Nhìn lên máy bay, tôi thấy rất rõ có vài tên lính Mỹ và một tên ngồi ngoài cửa sổ máy bay. Chắc là để chụp hình chứ không phải bắn người. Nếu họ bắn thì tôi và Hà đã trúng đạn rồi, vì họ bay rất thấp. Sau đó máy bay biến mất. Tôi ôm Hà đứng dậy và đi tiếp, đi lên tận Trường An theo lối đường chuông để về Sơn Hội. Trên đường tôi đi, thỉnh thoảng cũng gặp vài xác chết của những người dân đi làm đồng buổi sáng hoặc đi chợ xa bị lính gặp và bắn chết. Xa xa, phía trong làng, tiếng súng còn đang bắn dữ lắm. Khói của những căn nhà bị đốt cháy bốc lên thật cao và đen kịt cả một vòm trời. Máy bay trực thăng vẫn còn oanh tạc. Sơn Mỹ và bao người dân vô tội cùng những đứa trẻ thơ đang bị lính Mỹ tấn công tiêu diệt. Trời đất Mỹ Lai đảo điên. Bao người thân quen, bà con Mỹ Lai chân quê mộc mạc, họ làm gì nên tội? Tại sao phải tiêu diệt họ? Cuộc tàn sát mỗi lúc một dữ hơn. Những tên lính Mỹ càng bắn giết càng man dợ và điên cuồng hơn. Ôm Hà về đến Gia Hòa, tôi ghé vào nhà ông bác để xin nước uống vì khát quá. Ông ta không cho, chắc thấy tôi và Hà bị thương, máu me đầy người, hoặc sợ liên lụy sau này vì Sơn Hội lúc này dưới sự cai trị của chế độ Cộng Hòa. Tôi tiếp tục ôm em mình, lủi thủi về Tăng Long, gần tận xế mới đến được nhà ngoại. Ngoại gặp tôi, bà khóc thật nhiều và rất sợ cho chúng tôi, liền đi gọi y tá về để băng bó cứu chữa cho tôi và Hà. Tôi bị thương ở trán, Hà thì ở bụng. Ông Hùng, y tá ở Tăng Long, là người đã chạy chữa trị thương cho tôi và Hà. Dân Tăng Long ngày đó đến nhà ngoại đông lắm để xem, hỏi thăm và giúp đỡ. Chị Mỹ năm ấy 9 tuổi, khi lính Mỹ nã súng bắn vào đám dân tập trung, loạt súng đầu tiên thật kinh hoàng, nhiều người chết lắm. Những người khác đồng loạt đứng dậy bỏ chạy xuống ruộng lúa, nhưng lính Mỹ tiếp tục bắn vào những người ấy, phần lớn bị trúng đạn và ngã chết dưới ruộng. Chị tôi cũng ngã xuống ruộng và nằm im giả chết. Máu thịt của những người bị bắn chết bên cạnh văng vãi lên người chị tôi nhiều. Thoạt nhìn, tưởng chị đã bị lính Mỹ bắn chết. Khi lính Mỹ bỏ đi nơi khác, chị tôi lom khom bỏ dậy và cố đi tìm mẹ. Chị gặp một người đàn bà khác cũng còn sống sót, nói mẹ con đã đi về ngoại con rồi. Rồi bà dẫn chị tôi đi tìm con của bà. Con bà cũng nằm gần đó, bà thấy và ôm lên, đứa bé bị thương rất nặng. Bà hớt hải ôm con chạy, chạy theo hướng Trường An để tìm nơi cấp cứu. Chị tôi cứ vậy mà chạy theo bà, lên khỏi Trường An đến Tịnh Thiện. Bà gửi chị tôi vào nhà một người và ôm con đến trạm xá cấp cứu. Chị tôi bảo đứa bé chắc không qua khỏi vì vết thương khá sâu và dài, máu chảy ra nhiều quá. Người ta bảo chị tôi ở lại một đêm, sáng mai yên hẵng về. Và sáng ngày 17 tháng 3, người ta chỉ đường cho chị tôi đi về Sơn Hội. Gặp lại chị, tôi vui mừng khôn tả, nhưng chưa khỏi bàng hoàng. Tôi hỏi chị về chị Hồng và em Huệ của tôi. Chị bảo bị lính Mỹ bắn chết rồi. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.